Quý vị các bạn thân mến, hiện nay cái nhu cầu trồng thực phẩm sạch, thức ăn sạch và đặc biệt là rau sạch rất là cao. Thì giới thiệu các bạn, đây là mô hình mới phát triển của chúng tôi. Anh em chúng tôi đã tập kết tất cả những cái lượng phân bò ở trên đồng cỏ Ba Vì thuộc huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội, cái nơi mà sản xuất cái thương hiệu sữa Ba Vì. Thì ở đây bà con chủ yếu là bám vào cái sữa, nguồn sữa và trồng những cây cỏ, đồng nghĩa với là bò sữa thì nó sẽ ăn cám rất là dinh dưỡng, và cái lượng phân bò thì chúng tôi sẽ đi thu gom từng hộ và tập kết thành những cái bãi như thế này. Thì trên đây là mình chính kính gửi tới các bạn những ai có nhu cầu phân vô cơ, phân chuồng. Chúng mình đã ủ rất là ải phân và phân thì rất là đảm bảo. Thì bên mình sẽ có cái hệ thống máy như thế này, và sẽ chuyển đến cho các công ty trồng rau sạch, các đơn vị có nhu cầu sử dụng cái nguồn phân này để thực hiện cái mục đích của mình, như là trồng những cái cây ăn quả, những cái nhà vườn, những cái khu trồng rau sạch. Thì mình xin giới thiệu cái clip này, cũng chia sẻ trên mạng, hy vọng rằng tất cả các đối tác và các đơn vị cá nhân có nhu cầu mua phân chuồng ải thì hãy liên hệ cho bên công ty chúng mình, bên chung. Ông xúc phát nhát nữa chỗ này chứ. Đấy, đấy. Đẹp. Phần này đọng thì đồng bào thì ngon lành lắm.